Chào các em học sinh. Trong tiết học này, chúng ta tiếp tục nghiên cứu một lớp phương trình lượng giác khác và một số cái phương pháp giải chúng. Thì trong thực tiễn thì có khá nhiều phương trình lượng giác mà chúng ta không hy vọng có thể sử dụng biến đổi, chẳng hạn như đặt đàn phụ, biến đổi phương trình lượng giác về dạng phương trình cơ bản hoặc là biến đổi phương trình lượng giác về thành tích, mà do rất nhiều nguyên nhân thì phương trình lượng giác này mọi phép biến đổi trở thành bất lực. Thì trong những cái loại phương trình như thế, ta xếp vào loại phương trình lượng giác không chính tắc. Và việc giải phương trình lượng giác này cũng có một con đường khá đặc biệt. Trước hết là chúng ta đi vào tìm hiểu những cái dấu hiệu căn bản nào để chúng ta xếp nó vào loại phương trình lượng giác không chính tắc. Một La Mã là dấu hiệu nhận biết. Dấu hiệu nhận biết, thay viết tắt phương trình lượng giác không chính tắc. Thầy sẽ đưa cho các em một số cái dấu hiệu và tôi mỗi một cái dấu hiệu thì ta nêu một cái ví dụ để minh họa. Thì dấu hiệu thứ nhất là cái phương trình nó chứa lũy thừa bậc cao của các hàm lượng giác. Dấu hiệu thứ nhất là phương trình chứa lũy thừa bậc cao của hàm lượng giác, của các hàm số lượng giác, thay viết tắt. Chẳng hạn như là ta gặp phương trình này, ta lấy ví dụ minh họa cho cái dấu hiệu này là chẳng hạn như là sin mũ 10x cộng cos mũ 10x bằng 1/16 nhỉ. Rõ ràng đây cũng xếp vào loại phương trình không chính tắc. Cũng có thể là chứa lũy thừa bậc cao của tang và cotang. Thì đấy là cái dấu hiệu thứ nhất mà chúng ta nhìn ra ngay. Dấu hiệu thứ hai là phương trình lượng giác chứa hàm số lượng giác. Với nhiều vòng quay khác nhau. Bởi vì mỗi một cái hàm lượng giác là một cái hàm tuần hoàn. Mà cái hệ số của hàm lượng giác thì ta thường mà trong lý thuyết dao động thì ta gọi là tần số của cái hàm tuần hoàn đấy. Thì chứa hàm lượng giác với nhiều vòng quay. Với nhiều vòng quay khác nhau. Tôi lấy một cái ví dụ để minh họa. Ví dụ phương trình là cos 2x trừ cos 4x tất cả bình phương bằng 5 cộng với sin 3x. Thì rõ ràng đây là cái phương trình này là chứa này 2 này 4 này 3 này, 4 và 3 nguyên tố cùng nhau này, 2 và 3 cũng nguyên tố cùng nhau. Thế thì cái việc mà đưa về phương trình đại số trong trường hợp này rất là khó. Phương thứ ba là phương trình lượng giác mà chứa nhiều loại biểu thức lượng giác, chỗ thì có căn thức, chỗ thì không có căn thức lung tung. Chứa nhiều loại biểu thức lượng giác. Đây thầy lấy cho các em một cái ví dụ để minh họa cho cái việc là chứa nhiều lượng giác. Chẳng hạn thầy lấy phương trình là sin x cộng căn bậc 2
của 3 trừ sin bình phương x cộng cộng chỗ này với sin x nhân với căn bậc 2 của 3 trừ sin bình phương x bằng 3 nhỉ. Thì đây nào là biểu thức hữu tỉ này, biểu thức vô tỉ rồi tích này. Và những biểu thức này gần như là những biểu thức tối giản mà chúng ta không có hy vọng rút gọn được nữa. Dấu hiệu thứ tư là trong phương trình lượng giác chứa hỗn hợp nhiều loại hàm số. Hỗn hợp nhiều loại hàm số. Nhiều loại hàm. Ví dụ, hay ví dụ như là phương trình sin x bằng x chẳng hạn. Hoặc là cos x bằng 1 trừ x bình trên 2 chẳng hạn. Đấy, những cái phương trình như thế này cũng xếp vào loại không chính tắc. Bởi vì vế trái là hàm lượng giác, vế phải là hàm đại số, hai anh so sánh hai bên nó bằng nhau thì cũng xếp vào loại không chính tắc. Dấu hiệu thứ tư. Dấu hiệu thứ năm là cái phương trình mà ta gọi là phương trình tựa bậc nhất. Đặt cái tên là tựa bậc nhất. Tựa bậc nhất là cái phương trình có dạng như này. A phụ thuộc vào x, vào cái chính ẩn x, nhân với sin alpha x cộng với b cũng phụ thuộc vào x luôn, nhân với cos alpha x bằng c phụ thuộc vào x. Nếu như a, b, c là hằng số thì rõ ràng là phương trình bậc nhất với sin và cos, nhưng nó phụ thuộc vào x thì ta sẽ nó gọi là tựa bậc nhất, thì đây cũng xếp vào loại không chính tắc. Và một cái dấu hiệu nữa là phương trình chứa nhiều ẩn. Phương trình lượng giác chứa nhiều ẩn. Thầy lấy ví dụ như này. Phương trình sin bình phương x cộng 1 trên cos bình phương x tất cả bình phương cộng với cos bình phương x cộng với 1 trên cos bình phương x tất cả bình phương bằng mười hai cộng 1/2 sin y. Đây cũng xếp vào loại phương trình không chính tắc vì nó chứa hai ẩn, ẩn thứ nhất là x vế phải, ẩn thứ hai là y ở vế trái, x ở vế trái, y là vế phải. Thì đây là một số cái dấu hiệu mà gặp những cái phương trình như thế này thì ta biết ngay nó là phương trình không chính tắc. Và đương nhiên là con đường giải những phương trình này không đơn thuần là những phép biến đổi lượng giác thông thường, không đơn thuần là việc đản ẩn phụ, mà con đường của chúng ta có một số cái cách làm. Bây giờ chúng ta nêu một số cái định hướng để giải phương trình lượng giác không chính tắc. Thế thì theo quan điểm của thầy thì cái việc định hướng này tùy thuộc vào biểu hiện của các hàm số lượng giác và gắn với các hệ thức lượng giác cơ bản tương ứng với hàm số lượng giác thì chúng ta sẽ xây dựng được một số cái định hướng giải phương trình lượng giác không chính tắc. Thế trường hợp thứ nhất, một là mạng, hai là mạng, là việc giải phương trình lượng giác không chính tắc. Không chính tắc. Thế thì tình huống thứ nhất, trường 1. Nếu như phương trình lượng giác chứa lũy thừa bậc cao của sin và cos nhưng mà lũy thừa bậc chặn. Phương trình lượng giác chứa lũy thừa bậc chẵn
của sin và cos. Thì tốt nhất ý, là chúng ta nên dùng cái cách đặt T bằng cos 2x. Thì T thuộc đoạn trừ 1,1 và chúng ta đưa vào việc khảo sát hàm số và tìm cực trị của hàm. Từ cực trị của hàm thì chúng ta nhận thấy rằng là phương trình hai vế nó bằng nhau tại điểm nào của T. Từ T thì nhận ra được x. Thì chúng ta mới đặt T bằng cos 2x. Từ đây suy ra T thuộc đoạn trừ 1,1. Sau đó chúng ta mới khảo sát chiều biến thiên của cái hàm đại số tương ứng. Và từ này ta suy ra này, cực trị của hàm số. Và từ cực trị hàm số ta suy ra được giá trị của T để hai vế phương trình bằng nhau. Và từ đó suy ra được nghiệm x gì. Đấy là cái ý tưởng. Tôi lấy ví dụ giải phương trình sin mũ 2010x cộng cốt mũ 2010x bằng 1 chia cho 1004. 1 chia cho 2 mũ 1004. Thì rõ ràng đây là phương trình chứa lũy thừa bậc chẵn của sin và cos. Thế thì theo cái cách gợi ý ở trên thì chúng ta đặt, thực ra là đặt T bằng cos 2x cũng được, hoặc T bằng sin bình cũng được, T bằng cos bình cũng được, bởi vì cái con cách này là giống nhau. Thì ta đặt T bằng cos 2x, suy ra T thuộc đoạn trừ 1,1. Thế này là phương trình có dạng, phương trình có dạng, phương trình có dạng là ft bằng sin bình phương x bằng 1 trừ t trên 2 mũ 1005 cộng với 1 cộng với t chia cho 2 mũ 1005 bằng 1 trên 2 mũ 1004. Thế bây giờ vấn đề đặt ra, chúng ta chỉ việc khảo sát chiều biến thiên cái hàm này. Chúng ta tính F phẩy. F phẩy thì bằng 1005 chia cho 2 nhân với trừ đi 1 trừ T trên 2 mũ 1004 cộng với, bởi vì đạo hàm cái này bằng trừ 1, cộng với 1 cộng T trên 2 mũ 1004. Bây giờ các em cho F phẩy bằng 0, F phẩy T bằng 0 thì tương đương với 1 trừ T mũ 1004 bằng 1 cộng T
mũ 1004. Thì khai căn nhưng mà 1 trừ t là dương, 1 cộng t là dương vì t thuộc đoạn trừ 1, 1. Cho nên cái này sẽ tương đương với phương trình 1 trừ t bằng 1 cộng t. Và như vậy cái này sẽ tương đương với t bằng 0. Đúng nhỉ? Và từ đây chúng ta có quyền lập bảng biến thiên. Lập bảng biến thiên hàm số t f phải f. Ở đây là t thuộc đoạn trừ 1, 1. Đây là 0. F phải bằng 0. Thay t bằng 1 thì cái này dương. Thay t bằng 1 f phải dương. Thì bên này nó phải dương. Bên này là âm. Và như vậy chúng ta xét với t bằng 0. Kem nhìn này. Với t bằng 0 thì vế trái đúng bằng 1 trên 2 mũ 1004. Chỗ này là 1 trên 2 mũ 1004. Cái này là nghịch biến, đồng biến. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy từ cái bảng biến thiên này ta suy ra là F bằng 1 trên 2 mũ 1004 khi và chỉ khi T bằng 0. Từ bảng biến thiên này thì ta sẽ suy ra. Vậy thì FT bằng 1 chia cho 2 mũ 1004 tương đương với T bằng 0. T bằng 0 thì tương đương cos 2x bằng 0. Cos 2x bằng 0 thì đương nhiên x bằng pi trên 4 cộng k pi trên 2. K là số nguyên. Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc giải cái phương trình trên. Bây giờ chúng ta xét cái tình huống thứ hai. Hai nhỏ. Vẫn là phương trình chứa sin và cos. Nếu phương trình chứa sin và cos thì một trong những cái tiêu chí là chúng ta phải quan tâm đến tập giá trị của sin và cos. Thì chúng ta cần chú ý sử dụng cái tập giá trị của sin và cos. Tập giá trị là gì? Với mọi x thuộc R thì ta luôn luôn có trị đối của sin x thì bao giờ cũng nhỏ bằng 1. Trị đối cos x nhỏ bằng 1. Vậy thì chúng ta nghĩ ngay đến cái việc một số lớn không nhỏ 1 thì ta chỉ nghĩ ngay đến việc là so sánh lũy thừa. So sánh lũy thừa bậc cao. Tất nhiên là của sin và cos với lũy thừa bậc 2. Bởi vì tại sao ta so sánh lũy thừa bậc 2? Bởi vì đối với lũy thừa bậc 2 của sin và cos thì có hệ thức cơ bản là sin bình cộng cos bình bằng 1. Đấy là ý thứ nhất. Sau đó khi so sánh ta mới sử dụng cái phép toán về bất đẳng thức. Thì ta suy ra việc so sánh hai vế. So sánh được hai vế. Từ việc so sánh hai vế thì chúng ta mới suy ra được. Để hai vế bằng nhau. Thì x, thì cái ẩn x phải thỏa mãn
một cái phương trình đơn giản hơn. Và từ đó, từ phương trình này ta suy ra được nghiệm x. Thì có khá nhiều cái ví dụ về quanh cái sin và cos. Ta lấy một cái ví dụ. Ví dụ thứ hai, giải phương trình mà lúc nãy ta đã lấy trong cái ví dụ này. Sin 2x trừ cos 4x tất cả bình phương bằng 5 cộng với sin 3x. 5 cộng sin 3x. Đây ta ký hiệu là phương trình 1. Thì trước hết thì chúng ta nghĩ đến vế phải này. Vế phải này. Ta có là sin 3x thì bao giờ cũng lớn hơn hoặc bằng trừ 1. Ta có này. Với mọi x thuộc R. Thì suy ra. Sin 3x. Lớn hơn hoặc bằng trừ 1. Vậy thì suy ra 5 cộng sin 3x lớn bằng 4. Đúng không? 5 cộng với sin 3x phải lớn bằng 4. Như vậy, vế phải lớn hơn hoặc bằng 4. Bây giờ ta đánh giá vế trái. Ta đánh giá vế trái này. Trị tuyệt đối của sin 2x trừ cos 4x bao giờ cũng nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của sin 2x. Sin 2x cộng trị tuyệt đối trừ cos 4x. Nhưng mà sin 2x trị đối nhỏ bằng 1, cái này nhỏ bằng 1 cho nên là tổng hai số này bao giờ cũng nhỏ bằng 2. Vậy ta đem ta bình phương hai vế thì ta được sin 2x trừ cos 4x tất cả bình phương bao giờ cũng nhỏ bằng 4. Như vậy thì chúng ta được cái điều gì nhỉ? Từ đó suy ra vế trái thì nhỏ hơn bằng 4. Vế phải thì lại lớn hơn hoặc bằng 4. Vậy thì hai vế bằng nhau khi nó đồng thời bằng 4. Vậy thì 1 chỉ xảy ra khi và chỉ khi vế trái bằng 4. Vế phải bằng 4. Thế thì vế trái bằng 4 khi nào? Tương đương. Vế phải bằng 4 khi sin 3x bằng trừ 1. Cái vế trái kia bằng 4 khi đồng thời cái này bằng 2. Thì đồng thời chỉ xảy ra này. Sin 2x bằng 1 cos 4x bằng trừ 1. Sin 2x phải bằng 1 và cos 4x phải bằng trừ 1 hoặc là sin 3x vẫn bằng trừ 1 này, còn sin 2x bằng trừ 1, còn cos 4x bằng 1. Như vậy là chúng ta tương đương với cái hệ này. Nhưng mà chúng ta để ý rằng là sin 3x bằng trừ 1 và cos 2x bằng 1 là hai cái này đã cãi nhau. Hai cái này cãi nhau. Ta thấy ngay là cái hệ này nó vô nghiệm. Các em về có thể thử đấy là trên đường tròn lượng giác thế hệ về nó vô nghiệm. Như vậy chúng ta có quyền kết luận là phương trình 1 vô nghiệm. Như vậy rõ ràng là cái sử dụng tập giá trị của sin và cos trong những trường hợp như thế này rất là tác dụng. Để minh họa cho cái này, có thể chúng ta phải lấy thêm một ví dụ nữa xem cái việc so sánh lũy thừa với sin và cos và lũy thừa bậc 2 như thế nào. Bây giờ ta test xét một cái ví dụ thứ hai. Ví dụ 2 để minh họa cho cái tình huống thứ hai này là giải phương trình
sin mũ 10x cộng cos mũ 11x bằng 1. Sin mũ 10x cộng cos mũ 11x bằng 1. Thì ở đây là rõ ràng là chúng ta sẽ lợi dụng vào tập giá trị của sin và cos như sau. Ta có là với mọi x thuộc R thì suy ra 0 nhỏ hơn hoặc bằng trị đối sin x nhỏ hơn bằng 1. Đấy là cái tập giá trị của sin và cos. 0 nhỏ hơn trị đối cos x nhỏ hơn bằng 1. Một số lớn hơn 0 nhỏ hơn 1, lũy thừa càng to nó càng bé. Cho nên chúng ta mới suy ra so sánh sin mũ 10x nhỏ hơn hoặc bằng sin bình phương x, cos mũ 11x nhỏ hơn hoặc bằng cos bình phương x. Bây giờ chúng ta làm động tác cộng vế hai bức thức cùng chiều. Cộng vế thì bên này là sin bình cộng cos bình bằng 1. Như vậy chúng ta có sin mũ 10x cộng cos mũ 11x nhỏ hơn hoặc bằng 1. Bây giờ xem dấu bằng xảy ra khi nào này. Như vậy dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi cả hai cái này đạt được dấu bằng. Cả hai cái này đạt được dấu bằng, có nghĩa là sin mũ 10x bằng sin bình phương x và cos mũ 11x bằng cos bình phương x. Bây giờ thì coi như là cái giải phương trình bình thường tương đương với huệ. Sin mũ 10 bằng sin bình thì tương đương với sin bình bằng 0 hay là sin x bằng 0. Hoặc là sin bình bằng 1 thì trị đối của sin phải bằng 1. Cái phương trình thứ hai, cos mũ 11 bằng cos bình thì tương đương với cos x bằng 0. Cos mũ 9 bằng 1 thì chỗ này thì chỉ tương đương với cos x bằng 1 thôi. Bây giờ ta ghép hai cái hệ này. Sin bình cộng cos bình 1 thì hai cái này là tương đương. Như vậy ghép hai cái này thì được là cos x bằng 0. Còn ghép sin với 0 thì cos x bằng 1. Bởi vì nếu sin bằng 0 thì cos x bằng cộng trừ 1. Như vậy cái này sẽ tương đương với tuyển hai phương trình. Phương trình thứ nhất là cos x bằng 0. Phương trình thứ hai là phương trình cos x bằng 1. Thế thì giải phương trình này ta được x bằng bao nhiêu? Bằng pi trên 2 cộng k pi. Cos x bằng 1, x bằng 2k pi với k là số nguyên. Đấy. Như vậy ví dụ thứ hai để khẳng định rằng là nếu sử dụng tập giá trị với cái sin và cos thì đôi khi chỉ việc so sánh lũy thừa của sin và cos với lũy thừa bậc 2 của nó và ta thử dụng phép toán bất đẳng thức thì ta sẽ nhận được cái việc so sánh hai vế. Và khi so sánh hai vế ta sẽ biết được là hai vế bằng nhau khi nào. Và đưa cái phương trình phức tạp này đến những cái phương trình đơn giản hơn. Và ta giải những phương trình đơn giản này thì nó là nghiệm. Bây giờ chúng ta xét cái tình huống thứ ba. Ba nhỏ. Là nếu như cái phương trình mà nó là bậc nhất của sin và cos. Nếu phương trình lượng giác dạng tựa bậc nhất, tựa bậc nhất thế thì cái cách giải cái phương trình tựa bậc nhất thì thông thường người ta nghĩ đến cái việc này. Thứ nhất, đầu tiên người ta phải đặt điều kiện để phương trình có nghiệm. Nào là đặt điều kiện để phương trình có nghiệm là C bình phải nhỏ hơn hoặc bằng A bình cộng B bình.
Đấy. Thế thì nếu đến đây thì chả có gì phải nói nữa. Thế nhưng mà bây giờ ta nghĩ đến cái việc này, chứng minh bây giờ ta lại sử dụng biến đổi lượng giá, ta chứng minh C bình lớn hơn hoặc bằng A bình cộng B bình. Đúng không? Sau đó ta sử dụng biến đổi lượng giác, hoặc cũng có thể dùng phương pháp hàm số, hoặc có thể dùng bất đẳng thức đại số để làm gì? Để chứng minh. Đấy, cái ý tưởng của ta là chứng minh C bình thì lại lớn hơn hoặc bằng A bình cộng B bình. Đấy, C bình lớn bằng A bình cộng B bình. Như vậy thì từ đây ta suy ra này. Vậy thì để cho x là nghiệm của phương trình đã cho thì hai dấu bằng phải xảy ra. Mà khi hai dấu bằng xảy ra, ta nhận được cái phương trình lượng giác đơn giản hơn để tìm nghiệm, đúng không nhỉ? Đây ta gọi là 1, 2. Vậy thì ta mới lý luận này. Nếu x là nghiệm của phương trình đã cho thì suy ra dấu bằng trong bất đẳng thức 1 và thứ 2 phải xảy ra. Và từ cái việc xét dấu bằng thì chắc chắn ta sẽ tìm được x. Đấy, từ đây suy ra tìm được x. Nhưng mà có một điều là chúng ta tìm được x rồi, nếu có tìm được x thì chưa vội vàng kết luận, mà chúng ta phải thử x tìm được vào phương trình ban đầu. Bởi vì nếu nó là nghiệm thì nó phải thỏa mãn dấu bằng. Nhưng mà chắc gì khi thỏa mãn dấu bằng thì nó là nghiệm. Cho nên chúng ta phải thử lại. Và đây theo hướng là cần và đủ, đúng không? Như vậy, thử lại và kết luận. Đấy, cái phương trình tựa bằng nhất thì có khi cái hướng xử lý này. Và chúng ta đã biết rằng có một số năm trước đây thì người ta hay có cái bài này. Tôi lấy một cái ví dụ giải phương trình. Ta lấy ví dụ giải phương trình sin x cộng sin 2x cộng sin 3x bằng 3 căn 3 trên 2. Ta giải phương trình sin x cộng sin 2x cộng sin 3x bằng 3 căn 3 trên 2. Rõ ràng ở đây thì chúng ta chưa thấy cái tựa bằng nhất ở đâu cả. Nhưng mà nếu như mà ta nhóm nào, ta nhóm cái anh đầu và anh cuối, biến đổi sin cộng sin bằng 2 sin cos, thì ta sẽ đưa phương trình về dạng tựa bằng nhất như sau. Trước hết chúng ta tìm tập xác định D bằng R. Đây tôi gọi là phương trình 1. Thì phương trình 1 tương đương sin cộng sin bằng 2 lần sin cos sin nửa tổng 3x cộng với x chia đôi là sin 2x nhân với cos x cộng sin 2x thì thầy viết bằng 2 lần sin x cos x bằng 3 căn 3 trên 2. Bây giờ thầy chia hai vế cho 2 cho nó tiện. Thì tương đương với này. Sin 2x nhóm vào này nhân với cos x cộng, thầy viết là cos x nhân với sin x bằng 3 căn 3 trên 4. Như vậy này, A cos x cộng B sin x bằng C. Thì ta ký hiệu đây là phương trình 2. Thì theo cái gợi ý ở trên, thì đầu tiên ta đặt điều kiện để phương trình có nghiệm. Điều kiện để phương trình 2 có nghiệm tương đương A bình cộng B bình lớn hơn hoặc bằng C bình. Có nghĩa là sin bình phương 2x cộng cos bình phương x phải lớn hơn hoặc bằng bình phương là 27 phần 16. Đây gọi là điều kiện 3. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta chỉ là việc chứng minh vế trái nhỏ hơn hoặc bằng 27 phần 16. Đấy, cái ý tưởng của chúng ta là chứng minh cái điều đấy. Thế thì ta có như sau, ta biến đổi lượng giác như sau. Ta có sin bình phương 2x
cộng cốt bình phương x. Thầy viết bằng này. Sin bình phương x thì bằng 4 lần sin bình phương x cốt bình phương x. Bởi vì là sin 2x thì bằng 2 lần sin x. Như vậy cái này ta nhóm cốt bình phương x ra ngoài. Trong này còn 1 cộng 4 sin bình phương x. Trong ngoặc thầy viết sin bình phương x bằng 1 trừ cốt bình. 1 trừ cốt bình thì chỗ này bằng 5 trừ 4 cốt bình. Như vậy là cốt bình phương x nhân với 5 trừ 4 cốt bình phương x. Bây giờ ta nhìn ngay ta nhân 4 chia 4 mà. Nhân 4 chia 4 mà. Thì ta thấy rằng là tổng của hai số không đổi. Cho nên là chỗ này là bằng 1 phần 4 nhân với 4 cốt bình phương x nhân với 5 trừ 4 cốt bình phương x. Áp dụng bất thức thông thường là A nhân với B thì bao giờ cũng nhỏ hơn bằng A cộng B trên 2 tất cả bình phương. Như cái này sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần 4 nhân với. Nhân với ở đây các em chú ý rằng là gì nhỉ? 4 cốt bình phương x cộng 5 trừ 4 cốt bình phương x trên 2 tất cả bình phương. Như vậy cái này sẽ tương đương với này. Sin bình phương 2x cộng cốt bình phương x nhỏ hơn hoặc bằng. Các em nhìn nhỏ hơn bằng này. Bên này nhá. 4 cốt bình trừ 4 cốt bình hết này, 5 phần 2 bình phương là 25 phần 4 nhân 1 phần 4 là nhỏ hơn bằng 25 phần 16. Đây thầy ký hiệu là 4. Như vậy quan sát 3 và 4 nó mâu thuẫn. Thậm chí còn nó không đạt đến cơ. Cái này 27 phần 16 thì lớn hơn hẳn 25 phần 16. Vậy thì 3 và 4 cãi nhau. Cãi nhau thực sự. Không dung hòa nào. Như vậy kết luận là phương trình vô nghĩa. Bởi vì nếu nó đạt đến chuẩn thì chúng ta mới xét cho bằng. Bởi vì chỗ này nó cách xa nhau quá. Đúng không? Như vậy thì ta sẽ này, từ 3 và 4 suy ra phương trình của chúng ta phải là vô nghĩa. Thậm chí chúng ta cũng không cần phải xét dấu bằng. Vì nó mâu thuẫn thực sự. Cái này là không đội trời chung. Như vậy thì rõ ràng là cái việc giải phương trình tựa bằng nhất thì có cái thao tác của chúng ta đặt điều kiện để phương trình có nghiệm. Sau đó chứng minh bất đẳng thức ngược lại xảy ra bằng biến đổi lượng ra. Và nếu có thể là khớp được dấu bằng thì ra nghiệm. Mà ra nghiệm rồi chúng ta phải thử lại. Còn trường hợp này không khớp được dấu bằng thì có nghĩa là kết luận luôn. Đây là cái sự may mắn, đúng không? May mắn.